Chào các bạn, các anh em. Hôm nay em sẽ tiếp tục là lên một số mặt hàng bình xăng con xe bên em. Bên em là chuyên bán bình xăng con nguyên zin chưa phục hồi. Bên em bán hàng là ship có toàn quốc, bên em là không bao ship, mỗi đơn phí ship là 30.000. Khi anh em mua hàng thì cho em địa chỉ, số điện thoại, tên người nhận hàng, em sẽ gửi hàng tới nhà. Khi hàng tới nhà thì anh em mình tháo ra kiểm tra đúng mặt hàng nên mua rồi anh em thanh toán tiền cho shipper. Khi anh em mua hàng mà hàng tới nơi anh em mình không nhận hàng thì mấy lần sau anh em kiếm chỗ khác anh em mua, em không bán hàng cho anh em mình nữa. Những bình xăng bên em khi bán ra thì nó sẽ là một bình như vậy, đầy đủ tất cả, không thiếu gì hết. Như đầu tiên là phá xăng, rồi như là đầy đủ bình xăng á, anh em mình mua về là anh em mình lắp lên là chạy luôn, không có cần làm gì thêm, cho nên anh em mình an tâm sử dụng. Anh em mình mà xem video á, mà muốn theo dõi để mua những mặt hàng bình xăng thì anh em cứ việc đăng ký kênh, để khi em ra video mới là anh em nhận thông báo, anh em mình vô xem liền. Những bình xăng bên em bán ra là đều có giấy bảo hành cho anh em mình là 1 tháng, đây là giấy bảo hành nên sẽ có là địa chỉ và số điện thoại, ngày tháng ghi ở đây là tương ứng cho anh em mình 1 tháng. Khi anh em mình gặp lỗi thì cứ việc liên hệ số điện thoại này và địa chỉ này. Bên em thì những bình xăng ngoài đây thì về rất nhiều liên tục, thì em sẽ quay chi tiết nhưng mà sơ thôi. Còn như những bình xăng trong thao đây thì lâu lâu nó mới về 1 lần, cho nên em sẽ quay trước. Những bình xăng bên em bán ra là đều có test trước khi gửi, cho nên anh em mình an tâm sử dụng. Anh em xem một video em test rồi em sẽ quay tiếp cho anh em mình xem. Bình này là em đã thay quả ga nè. Quả ga là em thay quả ga cốt ha. Những bình mà thay quả ga rồi là anh em mình xài rất là ngon nha. Đây là quả ga nè, thấy không? Quả ga là new zin luôn. Những bình xăng này là nó bên trong nó sẽ là zin toàn bộ, chưa thay thế gì hết trơn ha. Em thay quả ga này là anh em mình về chỉnh anti rất là dễ. Em sẽ test này ha. Đó, ga anti rất là nhuyễn luôn ha. Nhuyễn rứt luôn á. Nên anh em mình mua những bình xăng thay bỏ ga nó vừa rẻ nhưng mà nó vừa ngon nữa. Rồi, đầu tiên hôm nay thì cũng vừa về được vài bình đẹp đẹp ha. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu trước là bình Wi-Fi lốc đen và bình Wi-Fi lốc trắng. Hôm nay hai bình này hơi cọp ha. Đây, đầu tiên là bình Wi-Fi lốc đen, mã là 5NB. Bình này ngoại hình thì tổng thể còn rất là đẹp luôn. Bình này là không chỗ nào chê luôn ha. Đây, em tháo nó ra cho anh em mình xem. Bình Wi-Fi lốc đen bây giờ cũng đang hiếm lắm ha. Đang hiếm là những bình đẹp á. Đây. Quả ga là siêu vip, chưa có một tí tị liếm. Bình này thì em bán cho anh em mình là bình này đế cây. Bình này để cho anh em mình là 800.000. Cực đẹp. Mã 5NB. Quen pha lốc đen. Rồi, kế tiếp là bình quen pha lốc trắng, mã là 5NG. Bình này cũng hơi vip nhưng mà sẽ không bằng bình kia. Bình này bán cho anh em mình là 700.000. Quả ga siêu vip, chưa có một tí tị liếm. Rồi, kế tiếp là bình cúp đi, cúp thì cúp 70. 70 thì em sẽ có là hai bình. Một là bình cổ tròn, cổ tròn nó sẽ như vậy. Một là bình là cổ vuông. Cổ vuông nó sẽ như vậy. Nó là dòng 70cc thì anh em mình lắp cho hầu hết tất cả các dòng xe 70cc là đều được hết. Em bán là 1 triệu một bình. Bình cổ tròn thì nó hơi xấu tí xíu ở đây. Đó, thấy không? Cho nên em quay rõ cho anh em mình xem. Nhưng mà khi anh bắt vô thì nó cũng không ảnh hưởng gì hết. Bình này mà đừng có xấu chỗ này là bình này phải 1,2 triệu. Nhưng mà em bán cho anh em mình là 1 triệu. Rồi, bình này thì bình 70 cổ vuông. Bình này thì quả ga nó hơi xước tí xíu. Nhưng mà ga anti thì rất là ngon. Bình này là để cho anh em mình 1 triệu. Kế tiếp là bình Thu cho một bình này thì rất đẹp. Bình này là quả ga đẹp. Bán cho anh em mình là 1,2 triệu.
anh em mua về lên xe chạy thôi. Bình này là bình quay Thái 110 đời 99, nó có đồng. Bình này thì em bán cho anh em mình là 1 triệu. Rồi giờ tới 90 em sẽ cũng sẽ có là hai bình, một là bình cổ vuông và một bình cổ tròn. Đây bình cổ vuông, bình cổ tròn đó, cũng như cúp 70. Tất cả các đời xe cúp 90, 70 anh em đều gấp được được hết, quay rim 100 gắn vô chạy bình thường, tại nó dòng 90cc. Bình này là em đã thay quả ga cách 1 nên mỗi bình là em bán là 600 ngàn một bình. Kế tiếp là bình đầu rim Thái. Đầu rim Thái thì em chúng sẽ có là hai bình, cũng là một bình cổ tròn và một bình cổ vuông. Đó, cổ vuông thì nó sẽ là mã là 88R, dòng này là dòng đời cao. Còn thằng này là 88B, dòng này là dòng đời đầu. Đời đầu sẽ cổ tròn, đời cao nó sẽ là R, đời kế nó sẽ là L, rồi đời kế nữa nó sẽ là B phở, nó đủ mã hết. Bình này là em đã thay quả ga cốt 1, em bán cho anh em là 500 ngàn một bình. Rồi kế tiếp là tới những dòng 100cc. Rồi kế tiếp là tới dòng 100cc. Thì em giới thiệu dòng 100cc xong, tới dòng 110 và tới 125 là hết video. Đầu tiên thì những dòng 100cc nè, là anh em mình như bình quay RS Thái 100 nè, Superrim nè, quay S, quay A và RS X. Những dòng này anh em mình lắp cho hầu hết tất cả các đời xe 100cc, miễn là 100 là đều lắp được hết. Mà các đời xe Trung Quốc mà anh em mình chạy cho tiết kiệm xăng mà chạy ra cho nó ngon á, thì anh em mình đều lắp được hết. Thì tùy túi tiền của anh em mình, có tiền nhiều thì mình mua bình cao cao, giá cao cao chút xíu, còn không ấy thì mình mua bình nó vừa vừa tiền mình xài. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu bình RS Thái trước. Bình RS Thái thì đặc điểm nó anh em mình rất là dễ biết, nó là dòng 100cc. Thì trên đây nó sẽ có một cái ống đồng, còn như RS thường nó sẽ không có ống này. Đó, anh em mình nhận biết ha. Bình này là bán cho anh em mình là 600 ngàn một bình. Khi em bán ra là nó đều đầy đủ hết ha. Nó sẽ đầy đủ như vậy nè. Đó, phá xăng đầy đủ hết. Tại vì em tháo ra để em để ở đây cho nó rộng, như có này vô nó vướng bằng, nó chặt lắm. Kế tiếp là bình Superrim. Superrim này là Superrim đời cao. Đó, Superrim đời cao. Những dòng này thì anh em mình lắp rất dễ cắt đời xe luôn. Bình này là bán cho anh em mình là 550 ngàn, mà lựa bình đẹp là 600 ngàn. Bình Super Rim cao chạy rất ngọt, anh em lắp cho rim Thái Super là đầu quen pha lóc đen lóc trắng đều ok. Thì tất cả đời xe 100cc này là đều gắn được hết. Kế tiếp là những dòng này nè, nó nằm trên nhiều đời xe lắm, cho nên em sẽ giới thiệu sơ qua anh em mình có loại xe nào thì cái việc mua là lắp được hết, tại nó đều là xài chung. Bình này là bình quay, quay này là quay 100, nó sẽ nằm trên là quay A, thì nhiều anh em kêu quay pha một bóng, nằm trên quay xương cá, quay ớt và quay RS, nó sẽ xài chung một loại này. Bình này như bình đẹp ở dây là bán cho anh em mình là 450 ngàn bình. Bình mà nó không có đẹp hung đó, như bình này không đẹp hung thì bán cho anh em mình là 400 ngàn một bình. Kế tiếp là bình quay RS, quay RS là còn một bình. Bình này là bán cho anh em mình 500 ngàn. Rồi quay A đời cao, quay A đời cao là đây, bán cho anh em mình là 530 ngàn. Dòng C thì em sẽ có là C rút đời thấp, C rút đời cao, Jupiter V, C rút V và Tao rút. C rút đời thấp là bình này là bán cho anh em mình là 500 ngàn. Rút đời cao, đây đời cao cộng đồng nè, là bình này bán cho anh em là 600 ngàn. Jupiter V, bình này đã bán cho anh em mình là 500 ngàn. Và thiếu rút V là cũng dùng chung. Tao rút nó sẽ có cần gạt 700 ngàn. Tới dòng 110cc, 110cc thì em sẽ có là bình quay ớt nè, quay rỡ ớt và quay rỡ đít. Đời thấp với đời cao nó sẽ xài chung một loại này. Loại này là đời thấp ha, nó xài chung một loại, nhưng đời cao nó sẽ có đồng bên. Đây đời thấp em bán là 500 ngàn bình. Rồi đời cao, đời cao nó cũng y vậy luôn, nhưng mà bên hông nó sẽ có cái ống đồng, thấy không? Nhưng mà đều lắp chung được hết, không có vấn đề gì hết. Là 550 ngàn bình. Bình đẹp ha. Rồi quay A, quay A110. Quay A110 nó sẽ nằm trên xe Black 110.
kéo e là kéo 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 e liền. Bình này đang bán cho anh em mình là 600 ngàn bình. 125, 125 thì em sẽ có là bình phu chờ neo, phu chờ ít, phu chờ hai, phu chờ mập. Phu chờ neo với phu chờ ít nó sẽ xài chung là loại này. Nó sẽ phá xăng, nó không có phá xăng. Bình này thì em sẽ bán theo nhiều giá 800, 900 triệu, triệu 1, triệu 2. Anh em mua bình nào, nói giá bình nào em sẽ lựa đúng ngay mình đó cho anh em mình. Cao tiền thì bình nó sẽ đẹp, trái gà đẹp. Cho nên tiền nào của nấy, anh em mình khỏi lo. Kế tiếp là bình phu chờ 2. Phu chờ 2 nó cũng như phu chờ neo nhưng mà nó sẽ có phá xăng bên bên. Đó phá xăng đây nè. Em đã tháo rồi tại vì những đây là em không khi nào gắn vô hết để nó chổi. Phu chờ 2 thì em bán cho anh em mình có một bình duy nhất, bình này bán cho anh em mình 1 triệu. Phu chờ mập bình này bán cho anh em mình là 900 ngàn. Cụ đề em sẽ có cụ đề của quen pha lóc đen 600 ngàn, quay rỡ thái có tem nè, rỡ thái sẽ có tem, nó sẽ dùng 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 chung với rim thái luôn là 700 ngàn, quay ớt 110 là 300 ngàn. Còn bình tay ga thì em rất nhiều đây nè, mua được cái dự kiện. Alo em, dòng này thì nó anh em mua phải đặt trước 1-2 ngày em mới ở không lên test cho anh em. Kế tiếp là sạc sạc Honda, nó sẽ là cái đầu đen. Sạc này là bán cho anh em mình là 100 ngàn. Yamaha WS110 xài chung loại này là cũng 100 ngàn. IC đời rim Thái 270. IC RS Thái 250. IC quay Alpha 200, Subarim 250. Cổ hút các đời xe là rim, dòng này là rim rã xe 100 ngàn cổ. Đời rim Thái là 150. Phụ tải em sẽ có là phụ 500 kg và 700 kg. 700 kg là bán cho anh em mình 580 ngàn. 500 kg là 380 ngàn. Dòng này thì một cặp này nó tới 4 kg, cặp này 4 kg mấy thì phí ship nó tầm 50 ngàn. Còn 700 kg còn vài cặp nữa hết. Ngoài những bình xăng đó thì em sẽ có một số bình xăng mới. Dòng này là em đặt gia công để cho anh em mình ráp ráp cho những dòng xe nương rẫy ruộng mà độ bền nó có. Đầu tiên là 100cc, em sẽ có là Ken Hinra băng đây. Ken Hinra băng dòng này thì bán cho anh em mình là 400 ngàn. Dòng này anh em mình lắp cho cúp 70, 90, quay rim 100cc là đều ok hết. Dòng này chạy rất bền, bán rất nhiều rồi. Và bình Vin, Vin thì lắp ra được 67 luôn. Đây, bình này bán cho anh em là 500 ngàn. Bình 110 sẽ có là bình phu chờ 1. Bình này anh em mình lắp cho anh em mình muốn lên cho những dòng 100 chỗ mạnh á thì mua về lắp luôn, không có thay thế gì hết. Bình này thì chạy rất là ngon, rất là ổn, nhiều người anh em đã rất là khen. Bình này bán cho anh em 500. Rồi bình quay ớt 110, dòng này nó sẽ nằm trên quay ớt, quay rờ ớt và quay rờ ớt ít. Bình này đang bán cho anh em mình là 500 ngàn luôn. Anh em mình cái chồng xe 100cc mà muốn độ lên bình này thì anh em mình có gì alo em, độ lên chạy rất là mạnh luôn. Rồi video cho các em đây kết thúc ấy. Anh em xem thì cái gì cho em một like và đăng ký kênh để khi ra video mới là em nhận thông báo cho xem liền. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em video sau.